Henry Ford đã từng nói, đến với nhau là một sự khởi đầu, giữ được nhau là sự tiến triển, làm việc cùng nhau là sự thành công. Sự hòa hợp của một tập thể là yếu tố quan trọng giúp con đường đi đến thành công trở nên dễ dàng và bằng phẳng hơn. Đó chính là điều mà chị Trần Thị Thúy Lương, Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Prudential Thái Nguyên 1 đang cùng những cộng sự của mình nỗ lực mỗi ngày để tạo dựng nên. Với kinh nghiệm 20 năm làm việc ở Prudential, chị Lương hiểu việc trở thành một tư vấn viên bảo hiểm không phải là một con đường đầy hoa hồng và thành công, mà còn rất nhiều những khó khăn, thử thách. Cùng với trưởng nhóm, trưởng ban và hiện nay là phó giám đốc văn phòng, chị Trần Thị Thanh Hiền. Chị Lương đã thành lập văn phòng Thái Nguyên 1 vào năm 2008, thời điểm mà nhiều người dân vẫn chưa hiểu đúng về giá trị của bảo hiểm. Với sự cần cù, chăm chỉ, kiên trì nỗ lực, trau dồi kiến thức, văn phòng Prudential Thái Nguyên 1 đã trở thành một gia đình thực thụ với 90 anh chị tư vấn viên ưu tú hạng vàng, bạch kim, kim cương, 40 các anh chị trưởng nhóm, 6 trưởng ban và trở thành văn phòng kim cương xanh của tỉnh Thái Nguyên. Để giúp các tư vấn viên trong gia đình Prudential có thêm tự tin và bản lĩnh với nghề, văn phòng luôn dành thời gian mở các khóa huấn luyện kỹ năng cho mọi thành viên của văn phòng. Từ nâng cao kiến thức nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ đến động viên khuyến khích, chia sẻ kinh nghiệm. Những tư vấn viên của văn phòng dần tìm được tiếng nói của bản thân và nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ phía ban lãnh đạo công ty. Những chuyến du lịch kết hợp học hỏi, phần thưởng không giới hạn giúp tập thể hiểu được rằng những gì cho đi là những gì được nhận lại. Đối với văn phòng Tổng đại lý Prudential Thái Nguyên, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng. Mỗi anh chị tư vấn viên, trưởng ban, trưởng nhóm là một thành phần không thể thiếu cho thành công của văn phòng, lan tỏa tinh thần nhân văn của bảo hiểm, giúp đem lại sự bảo toàn tài chính cho những gia đình trong cộng đồng chúng ta. Văn phòng không chỉ là nơi làm việc, nó trở thành một mái ấm, một gia đình đích thực mà mọi người luôn đoàn kết yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Tập trung tuyển dụng vào đào tạo những tư vấn viên trẻ trong thời đại 4.0, văn phòng Prudential Thái Nguyên luôn đặt nhu cầu và mong muốn của khách hàng lên trên nhất. Với phương châm của Prudential, lắng nghe, thấu hiểu, hành động, gia đình Prudential chung tay xây dựng nên một tập thể năng động, luôn nỗ lực học hỏi để giúp khách hàng sẻ chia khó khăn và tìm ra giải pháp cho kế hoạch tài chính cho mọi gia đình Việt. Nhờ sự nỗ lực của mỗi cá nhân, văn phòng Tổng đại lý Thái Nguyên 1 mỗi ngày một đoàn kết, hợp tác và tăng trưởng. Đối với mỗi tư vấn viên của văn phòng, bảo hiểm không chỉ là cái nghề, nó còn là cái nghiệp mà mọi người luôn khắc cốt ghi tâm. Prudential giúp các tư vấn viên xây dựng một gia đình, một mái ấm đủ đầy từ hai bàn tay trắng, và giờ đây mỗi ngày họ đều cống hiến hết mình cho công việc, cho những gia đình cần sự bảo vệ tài chính vì tương lai con trẻ. Tôi là Đào Phượng Loan, khách hàng của Prudential cách đây từ 17 năm rồi. Tôi đã tham gia 3 hợp đồng với Prudential. Thì hôm nay đến thời hạn đáo hạn của một hợp đồng thì tôi đến văn phòng của Thái Nguyên 1 để lĩnh. Và mọi người thì cứ nói là lĩnh tiền bảo hiểm thì lằng nhằng lắm, nhưng mà tôi thấy đến đây thì rất là nhanh chóng, chỉ 5 phút là đã xong mọi thủ tục rồi. Tôi thấy rất là nhanh mà tôi rất thấy hài lòng với cái dịch vụ của các bạn. Xin cảm ơn tất cả. Mình là Trần Thị Hương, mình sinh năm 1968. Mình có cơ duyên được biết đến Prudential từ năm 2000 và mình đã tham gia với Prudential từ những năm đấy. Và mình chỉ hơi bất ngờ khi mà năm 2010 mình được đáo hạn và mình được nhận thêm một
phí nữa là một khoản tiền nữa là gần 12 triệu. Cái đấy là ngoài cái đáo hạn của mình. Mình bất ngờ quá. Và mình cũng thực sự là mình cũng rất chi là tin tưởng Prudential. Và sau khi đáo hạn xong thì mình đã được anh Vinh và chị Ngọc tiếp tục giới thiệu cho mình những sản phẩm rất chi là hay. Và mình đã tham gia từ đó đến nay. Chú Thái Nguyên 1 này thì đúng quả thật là nhân viên phục vụ rất chi là nhiệt tình, rất quan tâm và chu đáo. Ngoài những cuộc điện thoại gọi động viên tâm sự và mỗi một ngày lễ, mỗi một kỳ lễ trong hàng năm là đều có sự quan tâm rất đặc biệt của các anh chị đấy. Mình cũng rất chi là mong muốn những người dân Việt Nam mình ấy hãy tin tưởng vào Prudential. Như mình cũng rất đặt niềm tin vào Prudential, cho nên mình cũng rất mong muốn mọi người cũng hãy tin tưởng vào Prudential để lo cho tương lai của con em mình. Tôi tên là Nguyễn Duy Thính, hiện đang là công dân tại tổ dân phố số 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay cũng là ngày đáo hạn hợp đồng tôi đã tham gia bảo hiểm với công ty Prudential Việt Nam tại chi nhánh Thái Nguyên. Và hôm nay cũng là ngày đáo hạn của hợp đồng của tôi. Gia đình tôi cũng đã nhận được sự quan tâm của công ty đến gia đình để thanh lý hợp đồng, đáo hạn hợp đồng. Và đồng thời gia đình chúng tôi cũng tiếp tục là tham gia cái bảo hiểm Prudential của chi nhánh Thái Nguyên. Chúng tôi nghĩ rằng mang lại cái lợi ích thứ nhất đảm bảo về cái yên tâm về mặt tài chính cũng như về mặt bảo hiểm sức khỏe, không may sự rủi ro xảy đến với gia đình mình. Còn nếu như không xảy đến thì đó cũng là một điều hạnh phúc đối với chúng tôi trong việc tham gia bảo hiểm của Prudential. Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Đó là điều mà văn phòng Prudential Thái Nguyên 1 hướng đến, xây dựng một tập thể đoàn kết, yêu thương, bền vững. Để có được sự thành công như thế này thì trước hết là cho Hiển xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả toàn thể các anh chị thành viên trong văn phòng Thái Nguyên 1. Các anh chị đã cùng với lại Thái Nguyên 1 mang lại sự thành công cho văn phòng và mang lại sự thành công cho công ty bảo hiểm Prudential. Hiển cũng xin chân thành cảm ơn rất là sâu sắc tới toàn thể các cô bác, các anh chị, các quý vị khách hàng thân thiết đã tin tưởng công ty bảo hiểm Prudential và văn phòng Thái Nguyên 1, cũng như tin tưởng các anh chị em tư vấn viên của văn phòng Thái Nguyên 1 tham gia và gửi những cái chương trình bảo hiểm, gửi những giải pháp tài chính với công ty bảo hiểm Prudential. Và cho Hiển xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các quý vị khách hàng thân thiết, thân yêu của Prudential. Tại thời điểm này thì Prudential đang hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm. Với phương châm của Prudential là lắng nghe, thấu hiểu và hành động, thì văn phòng tổng đại lý Prudential Thái Nguyên được thành lập vào tháng 3 năm 2008. Đến thời điểm này đã là 12 năm trôi qua. Với tôi thì nghề tư vấn bảo hiểm đã trở thành một kinh nghiệm rất lớn đối với bản thân cá nhân tôi, và tôi đã chuyển ngọn lửa này đến với toàn bộ lực lượng tư vấn viên và đặc biệt là với khách hàng của mình. Ngày hôm nay, để mà nói phương châm của văn phòng tổng đại lý Thái Nguyên của chúng tôi thì văn phòng Thái Nguyên của chúng tôi là phương châm là đoàn kết, lắng nghe và hợp tác. Thì mục tiêu của văn phòng Thái Nguyên ngay từ những ngày đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2008, chúng tôi luôn luôn định hướng chúng tôi sẽ trở thành văn phòng tổng đại lý kim cương xanh của Prudential. Và điều đó chúng tôi đã thực hiện và chúng tôi đã làm được trong suốt 12 năm qua. Điều này đã khẳng định là vị thế của văn phòng Thái Nguyên 1 nói chung cũng như là Prudential nói riêng. Và ở đây chúng tôi đã hội tụ được toàn bộ lực lượng tư vấn viên ưu tú và đã đầy đủ về chất lượng và số lượng để đạt được con số đó là văn phòng tổng đại lý kim cương xanh của Prudential. Ngày hôm nay, để mà thay mặt văn phòng tổng đại lý Prudential, chúng tôi rất là mong muốn được gửi lời cảm ơn đến khách hàng của Prudential đã đồng hành với Prudential trong suốt 20 năm qua. Prudential là số 1 trong ngành bảo hiểm nhân thọ, không chỉ riêng là chúng tôi đứng đầu về ngành bảo hiểm nhân thọ, nhưng đặc biệt trong việc mà chúng tôi đứng đầu đó là sự đồng hành của khách hàng. Một lần nữa qua đây cho phép tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị khách hàng đã đồng hành với Prudential trong suốt hơn 20 năm qua, đồng hành với văn phòng tổng đại lý Prudential Thái Nguyên 1 chúng tôi trong suốt 12 năm qua.
Để thành công, chúng tôi không thể quên ơn những gì mà quý vị khách hàng đã đồng hành gắn bó cùng Prudential. Và trong tương lai, chúng tôi xin được cam kết phục vụ khách hàng bằng thực sự cái tâm của mình và mang đến cho khách hàng một sự trải nghiệm về dịch vụ cũng như là quyền lợi khách hàng một cách hài lòng nhất. Qua đây chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các anh chị tư vấn viên của Prudential đã cùng với văn phòng và làm nên một kỳ tích lịch sử để giữ mãi văn phòng Thái Nguyên 1 là văn phòng Thái Nguyên xanh của Prudential. Tôi xin chân thành cảm ơn.